Chúc Garden xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình quay cho các bạn một số cây đơn tàn dù. Nhà mình đã trồng thuần chậu và làm tàn hết rồi các bạn nhé. Loại này thì giá nó rất là hợp lý cho mọi người chơi. Đặc biệt là những cây này đều là cây một cốt và vanh của cây thì đều từ 10 cho đến 12, 13 nhé các bạn nhé. Ví dụ như cây này là hoành 12 này. Thoát thân được khoảng thoát thân bao nhiêu em nhỉ? Thoát thân 70, tàn là 1m1 đúng không? Cao là 1m3. Cây này thì thoát thấp hơn, cây này thoát tầm 60, còn chủ yếu là mình nhà mình toàn thoát 7 80 đến 90. Những cây thoát cao thì nó sẽ bé hơn. Cây này anh thoát trên 80 này các bạn này. Lần này mình làm tàn và làm theo cách làm khung sắt nhé các bạn nhé. Đây đây là làm khung. Còn có một số các cái cây nhà mình xén tàn. Đấy, ngoài đơn đỏ ra thì có cả đơn vàng nhé mọi người nhé. Không thì em đo cho anh từng cây đi để anh báo với mọi người luôn. Cây này là 12 này. Thoát 70 cm này, chiều cao là 1m2 đến 1m3. Tán là 1m1 đến 1m2. Đây là cây đơn vàng nhé các bạn nhé. Cây số 2 là cây đơn vàng. Cây này bóng cũng rất là tròn. Đang rất là nhiều nụ và hoa này. Những cây đây thì thân rất là đẹp nhé. Em không đo được đến xuống dưới thì cây này là vanh nó khoảng độ tầm 11-12 nhé các bạn nhé. Mình đo bằng thước thợ may nên là nó tương đối chính xác rồi. Thoát bao nhiêu? Báo to lên cho anh nhé. Thoát 80 cm. Chiều cao là 1m35. Tán cái này nó khoảng độ tầm 1m đến 1m1. Đây là cây số 2. Đến cây đơn tàn dù số 3 này các bạn này. Những cây này vanh nó có khoảng độ tầm 11 12 nhé các bạn nhé. Chiều cao mình sẽ báo tương ứng cho các bạn như thoát thân sẽ báo chuẩn. Thoát thân bao nhiêu? 55 à? Em sang cây khác đi. Cây này cao khoảng độ tầm 1 mét và tán của nó cũng khoảng độ tầm từ 95 cm đến 1 mét. Bóng rất là dày nhé. Đây là cây số 3. Cái này thì vanh 14 15 nha các bạn nhé. Thoát thân được 83 cm. Cao 1m3 và tán rộng khoảng độ tầm 1m1 m2 nhé các bạn. Cái này rất là đẹp, thẳng, cân đối, thân ống. Đây cây số 4, cây số 5 này. Đây là đơn đỏ ta nhé các bạn nhé, đơn đỏ ta và đơn vàng. Vanh của cây này cũng khoảng 11 12. Thoát thân là 85 cm, cây này và cây kia là hai cây có thể ghép cặp được. Đấy, chiều cao khoảng 1m3. Sang cây kia đi, cây trên xuống nữa. Cây số 6 à. Cây số 6 này vanh chắc là tầm 12. Thoát cũng tầm 85 cm. Đẹp. Vanh 12. Thoát 90. Đấy, cây trong và cây số 6 và cây số 4 là hai cây ghép thành cặp rất là đẹp. Và với dòng này thì giá nó cũng rất là hợp lý và giá tốt nhé. Các bạn có nhu cầu thì cứ liên hệ với Trung Kiên. Số điện thoại của mình là 0977 999046 hoặc 03542 55055 nhé. Những cái cây này thì có những cái ưu điểm là được đều là cây thuần chậu này. Những cây này đều đã làm bóng tàn cho các bạn rồi nên các bạn việc về chơi và xén tàn thôi. Đấy, đặc biệt là những cây này thì đều là những cây rất là óng thân, nuột thân thì mình mới chọn để cho lên chậu, mình bỏ công sức vào mình làm. Mọi người đã xem video của mình nhé. Chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại mọi người.